Xin chào tất cả mọi người, là Lưu Việt Hùng đây. Trong một buổi chiều không có nắng, rất là dễ chịu, Hùng trở lại với bãi biển Mỹ Khê. Để coi là sau mấy tháng trở lại với biển Mỹ Khê thì bây giờ khách có đông hơn không, có gì thay đổi hơn không. Ok, chúng ta bắt đầu đi nha. Let's go. Welcome to biển Mỹ Khê, Đà Nẵng. Ở đây vẫn có một ngôi đền như là lần trước Hùng đã quay rồi. Mọi người đang ngồi hóng mát ở đây. Và đây, bãi biển Mỹ Khê, những ngày tháng 6, đồng đen luôn. Quá trời, quá đất, đông quá. Đông quá ha mọi người. Trời ơi, đông đen luôn bà con ơi. Đó. Cái tiếng loa là có như lúc nào là để cảnh báo mọi người về an toàn tắm biển. Nè, bãi biển nè. Xa xa kia là chùa Linh Ứng này. Đó, Hùng sẽ zoom 10 lần vô để mọi người coi nha. Đây, tượng Phật mà con Âm Bồ Tát đi ra biển. Đó là chùa Linh Ứng đó, mình đi hết cái dọc biển là mình sẽ ra cái chùa Linh Ứng ha. Đó, ít nè, trời, một cái tắm biển dài dưới kia luôn nè. Ồ, trưa, đông quá, trời đông. Trời ơi, đông nghẹt luôn. Hôm nay mới là thứ 6 đó nha mọi người. Có em nhỏ thả diều này, đã ghê không? Trời ơi, trời chiều rất là đã nha mọi người. Rất là đã luôn. Bây giờ chúng ta sẽ tiến gần hơn xuống phía dưới nha. Trời ơi, bãi biển chiều nay đã ghê không? Ở kia đang có một nhóm các em gái chơi TikTok này. Nó cũng set up để quay clip các kiểu này. Giờ này chắc là các bạn ai cũng rất là thích. Rồi, bãi biển rất là đông đen luôn. Đông đen luôn. Dài tít xuống dưới kia kìa mọi người. Mọi người thấy không? Dài tít xuống dưới đó. Dọc xuống bên này. Không, từ bên này là mình qua tới dưới kia luôn. Đó, mọi người đang tắm đông đen ở dưới luôn. Đó. Bãi cát rất là dài, thoải cho nên là các em nhỏ có tắm nó cũng rất là an toàn, không có sợ. Đã ghê không? Kia đang có những cái thúng rồi. Ta đi ra lại đằng đó thì sẽ vắng hơn tí xíu. Đông quá. Quá trời. Đi ơi, ta có đi một mình con đấy. Đó, tranh thủ ở chỗ vắng này. Enjoy một tí xíu. Đã quá, là trời. Chiều xuống, không còn nắng nữa thì rất là dễ chịu nha mọi người. Chịu lắm luôn. Sóng biển đập chiều. Sóng biển đập chiều luôn. Hồng rất là yêu biển. Khúc hồng đứng rất là vắng nha, chắc là dài cái tiếng dưới kia này. Suốt từ dọc đó qua tới bên này con, bên đó qua tới bên này, đi qua đây cho mọi người coi nha. Đó, qua tới bên này luôn, hít dài hít kia luôn. Để coi bên này nước biển có lạnh không nha. Xem nào, nước biển có lạnh hay không.
À không, không hề lạnh nha mọi người. Hồ nước biển rất là ấm nha. Hồ nước biển ấm lắm. Tưởng đâu là sẽ rất là lạnh nhưng mà nước biển ấm lắm. Hồ biết vậy mà có quần bơi ra đây bơi luôn cơ rồi. Tưởng nó nước biển lạnh chứ, anh mà nước biển ấm quá, cả nhà ơi. Nước biển rất là ấm luôn. Đây là biển Mỹ Khê, tắm quá đã luôn, ấm lắm. Đó. Hôm nay chưa phải là thứ bảy chủ nhật nha, mới là thứ sáu rồi đó mà đã như vậy rồi. Phía này thì hơi vắng, bởi vì là hôm nay để cái cam nó khá xa, nhưng mà phía đằng này nè đông lắm, mọi người nhìn này. Đây, đó, chưa. Để hôm qua camera lại là mọi người thấy rõ hơn nhá. Cái này Hồng mà zoom gần vào mọi người sẽ thấy rất là đông. Bây giờ Hồng zoom thử 3x nha. Mọi người thấy chưa? Đó. Mọi người bơi ra rất là xa, nhưng tiết ngoài kia luôn kìa. Bơi xa quá. Bơi xa lắm luôn. Trời bây giờ thì đang tắt nắng này, rất là dễ chịu. Đã có các bạn trẻ cũng ra ngoài để chụp ảnh quay phim sống ảo cũng rất là đông. Rồi, mỗi lần ra ngoài biển cảm giác rất là tuyệt vời, cảm giác rất là dễ chịu. Biển. Sau một hồi tung tăng, chụp được rất nhiều tấm ảnh sống ảo thì bây giờ chúng ta sẽ đi dạo dọc bờ biển và kiếm một quán nào đó ghé vô ngồi nghỉ ngơi tí xíu ha. Đó, chúng ta đang tiến lại gần khu vực này. Người thì thích xuống bơi, người thì thích đi bộ trên cát thì thôi. Nếu như Hùng hôm nay là cũng thèm xuống bơi lắm đó, nhưng bởi vì là không có mang đồ bơi hay ai. Cho nên là đành đi bộ trên cát thì thôi. Cát rất là mịn luôn. Chưa. Khu vực bên này thì chắc là do cát lở nhiều cho nên là cấm tắm. Cái khu vực mà có thể là tắm được là người ta đã để một cái, người ta làm một cái cọng dây đó, khu vực bên đấy có thể tắm được, là cát nó lài lài xuống dễ tắm. Ở bên này thì chắc là cát xoáy này nên mọi người không dám tắm ở đây, rất là an toàn. Chiều xuống rồi mọi người còn tắm đông hơn nữa. Bên này là cát lở như lắm mà không tắm được hả? Đông chưa? Đông đen luôn, rất là đông mà. Chiều xuống rồi. Thời tiết rất là dễ chịu, mát quá mọi người, thời tiết rất là mát luôn.
Có một điều đặc biệt mà Hùng thấy khác so với lần trước, đó là lần này mọi người ra biển và đã rất là ít người mang khẩu trang. Có lẽ là khi mà cái dịch Covid nó đã được kiểm soát phần nào thì mọi người cũng đã có thể yên tâm hơn để tắm biển mà không mang khẩu trang. Chứ lần trước Hùng thấy nhiều người xuống biển tắm còn mang khẩu trang luôn á. Chiều bắt đầu tối xuống rồi. Không biết mọi người như thế nào chứ Hùng mỗi lần Hùng ra biển cảm thấy rất là tuyệt vời luôn. Rất là thích cái khí hậu ngoài biển, gió biển thổi mát. Đã thì nó đã luôn. Ở đây có những hàng dừa này. Thấy còn thấp, chắc là mới trồng sau này. Khoảng 5-10 năm nữa thôi, những hàng dừa này nó sẽ cao lên và dập bóng mát, rất là tuyệt vời. Đây có những cái thuyền búng. Những đôi trai gái yêu thương nhau chúng ra đây ngồi và chụp với nhau tấm hình. Quá là dễ thương. Cảm ơn mọi người đã theo dõi vlog ngày hôm nay của chúng tôi. Với một vài hình ảnh ghi lại tại bãi biển Hữu Khê những ngày tháng 6 của năm 2022. Xách ba lô lên và đi du lịch cho mọi người ơi. Biển Hữu Khê Đà Nẵng xin chào mời tất cả mọi người nhé. Xin chào và hẹn gặp lại vào những vlog tiếp theo của Lưu Bình. Bãi biển chiều nay tiếng nhạc sập sình từ những nhà hàng ven biển. Còn gì tuyệt vời hơn sau khi tắm xong đói bụng lên ăn uống. Quá đã, quá đã.